Xin chào tất cả các quý khán giả của kênh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái thực tế, đó là đi cắt sầu riêng trực tiếp ở trên Tây Nguyên. Đấy, những trái sầu riêng thì đã được cắt như thế nào, cùng mình khám phá nhé. Đây là những cái hình ảnh chúng ta đi gó sầu riêng và cắt để thu hoạch. Yêu cầu kinh nghiệm phải rất là cao nha mọi người nhé. Tại vì nếu mà cắt non thì sẽ bị sượng hoặc là nó không có ngon đấy. Nó sẽ hư sầu riêng luôn. Và phải biết lựa chọn thời điểm cắt nữa nhé. Thời điểm trong ngày thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng chúng ta cắt xuống. Đây là vườn sầu riêng của một chú ở Đắk Nông. Vườn chú thì bao gồm khá nhiều loại trái cây. Trong đó thì có hai loại sầu, đó là sầu ri và sầu thái. Hiện tại thì sầu ri đã chín rồi nên là đang tiến hành cắt. Mình đang đi cùng anh và chị để cắt nhé. Những người có kinh nghiệm làm về trái cây trên mười mấy, hai chục năm. Rất là giỏi về cắt sầu riêng. Cũng như là những cái loại trái cây ở trên Tây Nguyên này. Mời tất cả các quý khán giả cùng mình trải nghiệm thực tế đi cắt sầu riêng thế nào. Với lại mình sẽ quay lại toàn bộ cái khung cảnh mọi người đang làm việc trong cái vườn sầu riêng này. Năm nay thì sản lượng không có cao, tại vì lượng sầu thái chưa có vào thu hoạch, chỉ có sầu ri thôi. Sầu rụng nè. Không biết phải sầu rụng không? Ồ, trái này chín rồi này mọi người. Đấy, chắc là rụng rồi. Những trái này thì do cái cây này bị nấm hay sao này. Những trái này coi như bỏ đi nhé mọi người ạ. Rồi, cùng mình và anh chị đi vào những cái cây khác để xem nhé. Cây này bị nấm. Đây là cái trái sầu ri nhé mọi người nhé. Sầu ri á. Mấy anh chị đi rất là nhanh, mình phải theo sau nhé. Đó. Anh bắt đầu trèo lên này và gó nhé mọi người nhé. Rất nhanh, gó một cái là coi những trái chỉ cần gó một cái thôi là sẽ biết được chất lượng của nó rồi. Ở nghề này thì có những nơi người ta thuê với giá công rất là cao nhé. Chỉ việc đi xó gó sầu riêng và cắt thôi. Đây là hai anh chị mình làm trong nghề sầu riêng trên 10 năm và các loại trái cây khác phải 20 năm cơ. Nên các chủ vườn rất là yên tâm khi mà giao cho đi cắt. Đấy, mọi người có thể thấy rằng chủ vườn thì cũng không có ra đây. Chút nữa họ chỉ mang xe kéo tới rồi kéo trái sầu riêng ra thôi. Rất là an tâm khi mà giao vườn cây cho anh chị thu hoạch. Mình hôm nay thì đi theo anh chị cũng như là để học hỏi kinh nghiệm về sầu riêng. Những người nông dân ở trên Tây Nguyên thì mùa này thì đang vào vụ thu sầu riêng. Sầu thái có thể muộn hơn nhé. Sầu ri hiện tại là cắt nhiều rồi. Có vườn đã cắt đến đợt 2 và đợt 3 rồi.
Vườn nào mà sầu ri 6 này ấy, mà cắt muộn ấy, thì cũng là vào đợt đầu rồi. Cây này thu hoạch được tương đối nhiều. Những trái sầu được đưa xuống rất là nhẹ nhàng, tại vì cây sầu này vẫn còn ít tuổi, chưa phải quá cao. Đấy, những trái sầu này tương đối đẹp. Có những trái thì mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Trái này hơi cao, chị phải trèo lên để đó đón lấy. Có thể nếm lên cuống nhé, những người cắt chuyên nghiệp nếm lên cuống để xem có thể biết được cái chất lượng trái như thế nào. Mình thì chưa có khả năng như vậy. Nói chung là nó sẽ có một vị thơm và vị ngọt nào đấy. Cây này cắt được tương đối nhiều nhé. Mình đếm sơ sơ cũng phải mười mấy trái ở đây. À, mọi người có thể thấy được rằng sầu riêng cây còn tương đối nhỏ nhé, nhưng mà cắt cũng được khá là nhiều. Vườn này thì chủ nhà chăm không được kỹ á, cho nên là trái nó vẫn chưa phải đẹp lắm nhé mọi người nhé. Đấy, những trái sầu riêng mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Bên này là đang cắt được thêm một trái nữa. Cây này là ri à? Thằng thằng Thái là múi nó thành ránh à? Cái này nó tròn hơn nhỉ? Chi cái áo chua thật ấy. Bữa bà kia đang than này là bên kia nó chốt ri rồi mà giờ rụng quá trời mà bọn kia không vào cắt. Ri nó không cắt đâu mà nó chốt, đúng là vườn ở trong đồi mây kia nó chốt rụng nhỉ. Chốt mà rụng quá trời mà không vào cắt. Chốt 45 xong không vào cắt. Chạy vườn à? Ừ. Bữa em đi theo mấy ông từ Bình Phước xuống rồi đấy. Đi xuống top vườn luôn hả? Đi cò vườn theo mấy thằng này. Cò vườn. Những trái sầu được cắt và đưa xuống rất là nhẹ nhàng nhé. Mọi người có thể thấy những cái cảnh Cò ném vườn sầu riêng từ nó trên đang cao chăm nhỉ? xuống. Đấy, nhưng mà ở đây thì chỉ việc đưa xuống thôi. Những cây sầu nó còn Mưa anh sầu riêng nó còn thấp. mưa anh chị ơi. Cây này hái được 5 trái rồi. Mình quay cận cảnh những cái trái sầu riêng cho mọi người xem. Mình qua cây này nhé. Có vẻ một số trái còn tương đối non nhé. Bạn em đứa chẳng 53 không chịu lấy, cắt hết.
Mình bảo sang năm đéo được giá này cay. Cây bên này tương đối nhiều trái này, không biết là có cắt được cái nào không. Mình thấy nó tương đối non, chưa đủ ngày. Một số cây mình sẽ bỏ qua cành quay nhé mọi người nhé, tại vì nó cũng tương đối tương đồng. Đấy, những cái cây nào mà chia sẻ về kỹ thuật cũng như là cái trái nó rất là đẹp, hoặc là có những tương đối là cần thiết để chúng ta xem thì mình sẽ chia sẻ, tại vì có những cây chỉ vô và cắt thôi. Đây là mình quay những cây tương đối khó. Sầu này có nấm nha mọi người nhé. Vườn này bị nấm. Nhiều cây không cắt được trái nha mọi người. Trái này bị lối rồi. Chín rồi. Trái này hư. Bị hư rồi. Nấm. Nấm. Ừ. Nhưng nó vẫn ngọt ngọt nhỉ. Quá. Nấm. Thái nó có ránh. Đấy, những cây sầu này này, trái rất là nhiều. Nhưng mà nó còn chưa đủ ngày nhé mọi người. Chưa đủ ngày. Bên này cũng còn một cây nữa này. Đấy, cũng không cắt được. Chúng ta đi qua cây này nhé. Thấy chủ nhà thì kéo những cái xe sầu riêng ra rồi. Vòng đi vòng lại, mình quay lại cái chỗ bắt máy nhé. Còn một mặt bên kia nữa. Đấy, những trái sầu riêng được xếp lên đây ạ.
Mọi người cũng giữ lưu ý nhé, chất lượng trái sầu riêng mới quyết định đến giá thành nhé mọi người nhé. Cứ một xe thì cân được khoảng 2 sọt này thôi. Sầu riêng thì tương đối nặng mọi người ạ. Một sọt này có thể lên đến 70 kg nhé. Đấy quả nhỏ xíu 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 ấy. Đây quả nhỏ, quả nhỏ đây còn đây ít thôi. Cái quả nhỏ nhỏ. Một quả này giống này còn một đâu nè. Thì cô mới đẩy nhiều quả nhỏ đây. Bốc những cái trái sầu lên đây. Cô cũng để cô hộp đồ. Lót lót sẵn. Vườn này thì được ít vậy thôi, chắc phải ghé vài vườn nữa để thu hoạch. Cảm ơn tất cả các quý khán giả theo dõi video của kênh. Hẹn gặp tất cả mọi người ở những video sau, chia sẻ về những sản phẩm nông nghiệp cũng như cuộc sống của người dân ở Tây Nguyên. Các chuyến đi cũng như là thu hoạch nông sản từ sầu riêng, xoài, bơ, rất là nhiều loại trái cây của người dân ở trên Tây Nguyên này. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like cho video này. Rất rất cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng ra là cái này nếu mà ngon lành thì phải phun phấn. Được, được phun phấn nó thối cả. Thối. Tạ gì? Tạ luôn tạ đi. Hai tạ. Bảy năm.